Chiều 9 tháng 12 tại Hà Nội, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đầu mối thuộc hai cơ quan. Tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết thay mặt hai cơ quan đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2021 nổi bật là bộ quốc phòng và ban tuyên giáo trung ương các cơ quan đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo cung cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm phối hợp tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết hôm nay với nội dung rất cụ thể, xác định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng. Đây là cơ sở đánh dấu bước khởi đầu mới của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan là định hướng quan trọng để hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã xác định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Chương trình phối hợp của hai cơ quan được ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phối hợp thường xuyên Do đó, các kế hoạch chương trình hành động phải chặt chẽ, cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thống nhất của cấp ủy, người đứng đầu các cấp là yếu tố quyết định đến việc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238/QĐ-TƯ ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư. Trước sự chứng kiến của các đại biểu, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã ký chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025 sau hội nghị ký kết chương trình phối hợp bộ quốc phòng và ban tuyên giáo trung ương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội theo chức năng nhiệm vụ triển khai xây dựng chương trình phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh thành phố trên địa bàn theo quy định góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị quân đội và ngành tuyên giáo toàn quốc